Bất ngờ hôm nay đột nhập vào nhà chim sâu lông phụng trong nhà trọ không có ở nhà của mẹ chồng. Chim sâu đứng cái tướng kền như con kền vậy đó. Đi ra khỏi phòng trọ rồi mà vẫn còn hung dữ. Thì đang ở chung phòng trọ với anh Long sự việc như thế nào xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video. Ở đây mình có cái đèn không? Có buôn bán gì không? Ngủ từ sáng giờ luôn ha. Nay được khỏe không? Khỏe cho mình không? Khỏe không? Nói cho nghe cái rồi. Gom đồ lên đây hết trơn rồi đấy hả? Sao? Gì nãy giờ có ai nói tới mẹ chồng cái gì đâu, tự nhiên cái... Nhớ mẹ chồng cái gì vậy? Đó. Rồi. Ai biểu ông chịu ngoan chi? Phải ngoan là mẹ chồng là ổng rủi rồi. Ngoan gì đâu? Dạo quá vậy? Trời ơi, thật quá. Đã cái vậy? Chim sâu dở cái thùng ấy. Dở cái thùng cái gì đâu đó. Dạo quá vậy? Đâu đâu, còn gạo không? 5kg hả? Ồ, có gạo rồi. 5kg này cũng lâu à. Hai vợ chồng thì gai cũng lâu mà. Không gài gần tháng chưa chim sâu? Không gài ở đây tháng chưa? Hỏi thì không nhớ hả? Hôm qua bán số, hôm nay nghỉ nữa hả? Hôm qua cứ ra ba giờ nữ. Không để coi. Rồi bán dưới hả? Ừ. Bán được không? Ông hết luôn ha. Đúng rồi. Bán nhiều tấm. Rồi ba cái đồ. Chim sâu ơi. Bếp ga đồ bao đồ là đem lên hết trơn luôn ha. Ở ga mua hay là mẹ chồng cho? Mới, ồ cái mới đó. Mới phải không? Mới đó. Rồi, đó. 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 Có ga không? Ủa, tức là không có ga ha. Ủa, có nè. Có rồi, bé này xì rồi. Xì gì nữa, đổi cái mới, không sao. Đổi lại. Ta cho đổi cho, mới mà đem về xì đổi cái mới. Rồi còn thiếu gì nữa không, sâu? Dạ. Còn thiếu gì nữa không? Đồ đạc còn thiếu gì không? Ê, bếp ga này của ai? Ta xì á, có. Bếp ga này cũng nghe chồng cho nè. Ồ la bị à. Bị ơi. Thiếp. Cái gì phải tử à. Cái gì phải tử đi. Chứ của ai? Giống bếp ga của đâu vậy? Không phải của bà muốn không cáo cho. Vậy phải không? Không phải thì thôi rồi. Bà cao hay là bà ca? Thế bà không hiểu không? Đó là bà ca. Không hình nhận. Đúng không? Có tiền không? Đúng rồi, có tiền mua ha. Có tiền không? Chim sâu bán lãnh mà. Bà ca rồi. Ờ, chim sâu ơi, cho hỏi nè, bây giờ là trong cái thời gian mà mẹ chồng không có cho mình ở trong nhà nữa đó, là kêu mình ra ngoài này đó, rồi bây giờ tới bây giờ là mình ở cũng lâu rồi, bây giờ mình còn buồn hay có gì giận gì mẹ không? Ở là cái mình ở là cộng chứ không đi đâu, ở trong thành hoài luôn. Cả nhà ở trong thành hoài luôn hả? Ừ. Phải đi ra ngoài buôn bán chứ. Bữa nay mệt, bữa nay nghỉ bữa. Không gài bán xuyên suốt không? Hay là bữa bán bữa nghỉ? Gì? Không gài bán xuyên suốt hay bữa bán bữa nghỉ? Cái hôm qua đó, nói ông là cứ mình nghỉ đêm tiền. Cái gì? Thôi, chúng nhà mình nghỉ ra, ông quan đó. Hình như bà nghỉ là bà nào trời? Ờ, bắt cái mình nghỉ là bà nào không luôn. Bà nghỉ á. Ừ, bà nghỉ đi ai biết không?
Bà Nị bán cháo đó phải không? Bán mì đó, bán mì. Bán hoa cà. Bà bán trái cây phải không? Bán cà phê quay. Bà bán trái cây hả? Ra vậy là. Bà bán trái cây phải không? Nó kiện à? Chị Đại. Thả tim. Sao ơi, sao ở đây thoải mái không? Thấy ở đây thoải mái không? Chào ông thoải mái. Gì đâu? Ngồi đi. Thoải mái không? Ngồi đi. Đâu có gì đâu. Có gì chứ? Ông đời thường hả? Mẹ nào? Vậy mà bơm cho bộ. Ê, sao nhắn gì nè, nhắn hỏi bộ mẹ của Long thiếu nợ đời thường kiếp trước hay vậy? Nói hoài rồi. Thì mẹ hết rồi. Dạ. Có chị kêu đem qua chị Hâm nha. Đem qua cái chồng nó nọ. Ai, cái em là người ca. Ủa má ơi, nó còn áo tầm quá. Cái đó cậu. Thì dở rồi. Thì dở rồi. Dạ, kêu ai? Dạ, kêu ai? Kêu ai? Kêu ai à? Kêu chồng đàng hoàng anh yêu. Trời ơi, kêu ai ai đâu. Vậy mình bỏ kê nhà trọ luôn hả? Bỏ kê đây hả? Bỏ kê luôn hả? Bỏ kê luôn. Luôn hả? Rồi giữ trời. Im đó thứ rồi. Chị Đại đó nghe. Sáng nè móc tiền ra trả tiền mi chị á. Bữa nay chiên sâu vào rồi, nó thôi chị trả tiền cưng. Chiên sâu vào luôn ha. Nấu cơm đã vô tất à. Nấu cơm đã vô mấy anh em ăn bữa ai. Cao. Nghe nói không. Sao ơi? Sao mà thùng rác đồ để tùm lum vậy hả? Ba thùng cao, nước. Nước. Nguyên cái kỳ rõ ràng. Cái sọt này mà nước gì? Cái sọt mà nước gì? Chơi gì? Chơi gì cái đó cái gì? Ha ca, phải. Phải. Về chai phải không? Ờ, mì. Trời đất ơi, tôi tưởng đâu có sọt rác. Tôm. Trời ơi, tôi tưởng đâu để cái sọt rác không ô. Ăn hủ tiếu Nam Giang không ha. Mì nữa kìa, chảo rồi kìa, chảo hai ba cái luôn kìa. Ai cho hả? Có ai cho nó không? Rồi cháo tổ yến không ha. Rồi cho tổ yến không ha. Không cho chị mà đi luôn. Hùng nhìn đó ba bữa cái nhà trọ người ta có chút xíu à. Bữa đó chị dẹp lên một lần á, gọn khô bữa nay bày dẹp ai nó. Đâu mà ơi nè không ở gọn gọn chứ sao dọn bỏ ăn bụi đi hoài muốn khỏi cái thùng sao sao vậy ra thì mì đó mì gì quảng cáo luôn coi sao quay mì có cái mà. Sao ơi, sao? Thấy sống đây cực quá không ấy, về nhà ở với mẹ đi. Mình xuống. Không bao giờ. Mình xuống màu chút xíu đi. Không bao giờ. Thử thẳng luôn rồi, nghỉ bả đi. Không cho chồng ở đó ở chung với mẹ nữa. Đúng rồi. Long đi rồi. Long đi trước nghe điện thoại rồi. Thấy không? Không nhiều đủ. Không nhiều đủ phải không? Sao? Lạnh lắm sao bạn áo rồi. Cởi áo cho mát mẻ thôi. Ừ, nó cởi áo cho nhìn đẹp không? Thấy chim sâu quá. Thấy chim sâu nó ở đây thấy cực khổ quá trời luôn. Không mà. Gì sao? Có trời bảy màu đó rồi. Vậy con ở nhà đó con.
Thôi giờ mình xuống nước đi về ở mẹ chồng đi chứ sống đây thấy cực khổ quá, kham khổ quá trời luôn. Giờ nói thiệt đi sao ơi, sống đây được không? Nó thì không được, thôi về với mẹ đi. Mẹ mình định không luôn hả? Thôi bỏ ông đi vô nhà. Nhưng mà mình có xuống nước chưa? Có xin lỗi chưa? Có xin lỗi mẹ chưa? Vì nó nghĩ ai hả? Nó về với con hút. Gì vậy? Chị ai nó là coi. Chị Diễm. Chị ai? Chị Diễm. Đâu? Đâu đâu? Chị gì chơi gì chứ đâu gì? Chị ai hả? Đó chị Diễm. Xíp và con nhỏ. Xíp và con nhỏ. Ai là con ơi? Sao? Con như vậy là con ơi. Bây giờ ha, con nhỏ chữ cỏ ăn lông luôn nha. Gì? Ai chữ? Có mà lại. Ai chữ? Mình con chị... gái mà, gọi là mặn. Có. Mày á mày. Mày chị gì kêu mẹ tao không? Mày muốn gì vừa thôi, đúng không? ngu lắm không chán người ngu gì trời, có mặt quá kìa. Mà chị lại mình làm nó được không mà? Trời, khôn mà ra mẹ nè, khôn mà ra ở nhà trọ mới khôn rồi, mà nên nghỉ mẹ chồng rồi, khôn mà ra đường ở chợ chị chợ hả? Khôn mà bán nước ngọt với mẹ chồng này kia đấy chứ. Nói ơi cử hoài thôi, cao chịu nổi. Tại mình sao mẹ mới vậy? Bà thương mới dạy thôi chứ. Mẹ chồng thương mẹ chồng mới dạy. Tại mình sao mẹ mới vậy phải không? Đúng không? À chứ đâu. Phải vô nhà. Cái gì? Lâm. Cho. Xin lỗi là cho liền. Mới không xin lỗi ai thì cho. Đúng không? Phải xin lỗi này kia. Hiếu thảo là làm dâu siêng năng lên tâm mẹ chồng mới cho ở. Đúng rồi. Không bao giờ. Không bao giờ. Nói coi nè. Ngủ tới trưa mà ai mà chịu nổi. Thôi làm dâu rồi đàng hoàng chứ. Có là dâu. Chị chơi lại gì? Có ngày nào. Có ngày nào. Quay ai thôi. Tại thương này hả? Cái lúc mà quen là vô cút kẹo đó. Sao cút kẹo quá. Chứ với tô chơi tô gì, tô cháo hả? Tô gì đó hả? Tô canh. Tô canh. Vậy là chim sâu là tại là thương Long. Chứ không có coi bả là chồng mẹ chồng cái gì. Cái này mới biết à. Thương là tại chim sâu thương Long đó. Thương chồng với thương bên chồng. Thương cả dòng họ bên chồng. Thôi khỏi đây đừng có gì khỏi ơi. Khỏi ai, khỏi kiểu thơ này. Không có gì hết. Tiểu thơ đó à. Vậy là đây tiểu thơ đó hả? Mình là tiểu thơ. Quay ai nữa. Quay ăn cây 100 ngàn. Quay ai á. Tết Vinh cái không? Bà làm nó sợ quá, đi mới trốn luôn rồi. Thôi ca nè. Ba ngàn thôi, anh nằm đây. Đeo vô cổ ơi, đeo vô cổ, quay lọt, đeo vô cổ. Hai ba ơi. Trời, giống nhẽo nữa kìa, thấy không? Sao nó? Sao ơi, sao đồ ăn uống rồi, sao không rửa, sao để em lum như hả? Ai rửa? Nè, thấy không? Thấy gõ gà không nè, quay nè, cho coi nè, đó, thấy không? Đó, con gà bà chồng bà tiễn ra đường, đúng rồi. Không, kể đi, ở đây vui không? Trời ơi, quá vui. Hả? Bà vui chứ, nhưng mà vui tôi là tôi có vui nổi đâu, tôi buồn. Yêu nổi đi, hãy cái cài mẹ đi. Được rồi. Ngay đây là cái phụ không con, lắm ngàn đi nhà trọ vợ đâu. Ừ. Ai trả tiền đi mà không cho ông Long ảnh. Lâm trả tiền đó. Ngồi xuống luôn. Kẹo thật không? Ba kẹo đây. Không có là cái này. Kẹo quá chứ thường. Đó, cái lộn mang mà. Cao bảo lãnh ơi, nhà trọ là rồi. Thế nè. Nói chuyện ông Hoàng. Công thằng mình cứng. Cái gì? Công thằng mình cứng. Có chờ nó khôn bà cố luôn á, thằng công thằng nó đứng vô đây nè mẹ nè.
khôn quá trời luôn mà làm bộ hả? Thầy lại vô đây nè. Kinh tôi đang nói là cây cười cái à này cũng cười cái này. Con lẽ ở suốt đời hả? Đèn đâu đóng hoài. Long chạy xe đò đâu được nhiêu đâu lẽ đóng nhà trọ hoài. Ở với mẹ chồng đi. Nói này nó hoài ngọt dữ. Cái gì? Nói hoài. Ai nói? Cười ba. Cười nói đã. Coi vậy. Có trước nè. Nói mẹ ơi bây giờ rồi bụng á. Bà nói không làm thấy không? Không làm thấy không? Đúng không? Nói rồi cũng lên coi lấy con nó rồi thao thứ một lần thôi. Nghe là bây giờ á con bắn xấu mẹ làm gì mẹ làm mẹ làm gì mẹ làm mẹ hát kèm không mẹ? Trời ơi ngọt kia con hát kèm mẹ ơi gà cọ con khấm ba kìa mẹ ơi. Giờ xin tiền mẹ đóng cái gì có tiền gà cọ không mẹ? Bộ tính xin tiền mẹ chồng đóng tiền nhà trọ gì mà than thở gì vậy? Chứ làm sao? Tôi nói với mẹ cái vậy? Mày có gì được đúng không anh? Nhà cái anh? Trời ơi mày nói hắn đúng không? Ôi ơi 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 có gì đó được không? Trời ơi! Đưa thêm! Không đủ cà phê sữa. Ơi. Đưa thêm cà phê sữa thôi. Trời luôn rồi, nay giống sâu dạo rồi. Mình khó qua đó. Đưa tiền mua thêm cà phê sữa. Không đủ. Cái gì? Đưa tiền đâu? Không ăn vợ ông à, kiểu khương vợ ta. Mình phải hai phải hai phải ba không? Không mua ai uống. Mà hổ, xin đưa tiền tôi mua sao đi mua? Ông quan mà. Ông quan rồi. Về quá còn ăn. Trời ơi mà, ông vương sư đâu, không phải lo lắng cái bây giờ. Còn, à, đúng rồi. Cũng ốm nhâm rồi nè. Ốm nhâm rồi. Ốm từ đó tới giờ rồi. Chồng mới mua gì? Bà ốm từ nhỏ tới lớn rồi. Mua gì vậy? Ưng cái này nữa, nó lòng nó vậy. Đổ vậy đi, cái gì vậy, cái khẹo là có dành không? Đổ gì vậy? Nếu có gì khẹo thì mua ăn. Mua bơ ăn. Ê, nó nghe nè. Nhớ mẹ chồng không? Thiệt không? Thiệt lắm. Nói mà đuổi ở nhà, không đi chơi nhà. Nhớ nữa, bà nói gì được không có mất. Rồi hôm gặp mẹ chồng có lên đây thăm không? Không. Có không? Mẹ chồng có lại đây thăm lần nào chưa? Có thiệt, có rồi. Ông chưa hả? Nhắn với mẹ chồng đi lên đây thăm con đi, ở đây nhà tường nhà đẹp lắm. Đi ra. Tự nhiên có nhà không? Không dạ. Có nhà có cửa không ở? Tự nhiên đi ở nhà trọ tốn tiền chơi. Sao vậy mới vậy? Mới sao? Mới không có chuyện nói. Mới có chuyện nói hả? Vậy mới có chuyện nói. Ờ. Ai nói vậy? Ừ. Quay đó thì nó được cái vậy luôn. Đó, nghe không? Bây giờ nè, bởi vì mẹ chồng bị ông chồng mẹ chồng luôn đó. Nghe clip rồi. Biết là nói không? Nghe nói. Bằng nắm. Không có nói á. Vậy đó hả? Không có nói á. Ừ. Ông đời thường ông cỡ mẹ chồng mà. Vậy đó hả? Làm hoài vậy đó hả? Ừ. Vậy chim sâu thương không? Đời thường không? tự gậy luôn á, khờ là hơn ông đó. Vậy đó hả? Ừ. Trời đất ơi. Tự mẹ tôi rồi khờ. Ồ, vậy còn thương mẹ nè. Ờ, còn chứ. Ai bữa nào mẹ chồng lên đây thăm mà có cho vô phòng không? Gì? Bữa nào mẹ chồng lỡ lên đây thăm có cho vô phòng không? Cho không? Cái gì vậy? Không bao giờ. Trời ơi. Mày trời. Sao? Cho vô phòng đi mai mốt mẹ chồng cho về lại. Có niệm mắm trang nghiêm mà quên mẹ chồng nha. Rồi cho mẹ chồng vô phòng đi. Thôi trời ơi. Ở nhà rồi. Nó đúng rồi đó anh. Nhà xuống ở nhà ở đi.
khó không? Rồi sao mà đồ đạc sẽ không sắp gọn lại mà tụt lum hết trơn vậy đó. Chút sau. Sao vậy đó? Chuyện nói đó. Chuyện có chuyện nói gì không? Chị có chuyện nói nè, chị không nói nè, thấy không? Đó, chị mới có chuyện nói nè. Đó, đồ tùm lum chân, bánh mì tùm lum chân nè. Trời ơi. Con cay nè. Cái gì? Cái gì? Chi vậy? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Sữa nè, sữa. Thế là ba. Bao luôn, bao luôn. Bao luôn. Bao luôn. Ủa cái này để dành bán mà. Bán rồi bán hả? Cho sao muốn không bán vậy? Cho thì lấy đâu phải đâu mày mua đó còn hết không có ăn thì cũng không muốn mày có cho đâu uống mà dục vậy nghỉ luôn nghỉ luôn còn mấy chai còn mấy chai còn hai chai hả cho hết luôn không cho hết luôn cho hết luôn trai trai nhìn đi đó nhìn nhỏ hay gì kìa thôi con chim sâu nó nói uống này cho là cho hết này hồi đưa tiền mới được rồi tiền ở đâu trai nhiêu lấy tiền bao nhiêu giờ không lấy tiền bao trai chai nhiều còn chai thì không lẽ để là uống luôn cho luôn đây luôn đi chứ cháu lại cầm uống sao kìa còn kia trong kia còn nhóc chai chứ kìa đâu vô chim sâu này giàu trời sao bữa nay chơi sợp với trời sợp giàu quá không mà kè báo không đó đi nè uống cái đi cho mập lên coi hôm nay còn 12 kg thì trời chim sâu hơi biết càng ngày càng rút đông nó mập quá vậy trời ơi dạ quay bảy bài vậy hả để uống nào mà uống hai cả uống đi uống đi cho chị chai ơi kìa cho chị chai chị nhà trọ kìa mà không chai rồi có đó cái gì vậy có cái này nè hả không đi chơi chị đâu uống đâu để uống mang mà nghe dạ uống mang nghe dạ cam chị bệnh gì sắp đi vậy uống mang nào mà ta nè cái đó uống chị bệnh gì chị sao mang kẹt mát mang uống mát hả uống mang này là cái to nãy giả rồi mua đó mua nước chị cho con uống đó quá thường quá thường chim sâu bây giờ mẹ ơi hát cây cài là mẹ trời ơi nói vậy chắc mẹ gửi tiền lên nè nghe có lý à lấy à lấy à kia mới gửi tiền lên lấy à lấy cao lên kìa lấy cao lên kìa kia mẹ gửi tiền lên rồi mà gọi cho anh này trời ơi chưa chưa xong nữa là lo càng là nãy mẹ gửi tiền lên đi là cái này chim sâu nói với mẹ chồng hay là mẹ nào mẹ chồng đi chồng đừng cho lên hình nó quậy lắm quá quậy được con gửi tiền chịu không thương đó thương không thương nít không không đẻ cho ông lắm nữa đi không không biết thì phải gì nữa biết gì biết biết gì biết không đỡ vậy biết tiếng gì không có đó không có đó sao tiếng sao sao tiếng sớm vậy để cho ông đỡ đây không biết rồi biết gì biết làm cái biết đâu biết rồi làm bộ đó biết rồi biết gì biết rồi biết rồi tiếng của nó tiếng của chim sâu tiếng rồi tiếng của ai con ơi con này biết không đâu đi con nó ngâu ngâu đâu ghép đây ngâu nó khùng về ngoại mang vô quyết định ở đây luôn phải không ok rồi ở ngoài luôn ha không về ha nghỉ dài không rồi nữa có tiền mua nhà trọ này luôn phải không chứng chóp mua luôn số mua nhà trọ luôn ha 3 triệu luôn ông hồi 3 triệu đi muốn nhà trọ đây rửa tay đi cho nè xì tay ra hiểu à bánh cưới vậy không có hãy quay coi quay ăn 3 triệu đi với 2 đồng vợ cứ ủa má ở đây hoài rồi má lại